cái tổn thương ở phần mềm ở khu vực khác ta rất là đến trở lại khá tốt, nhưng mà đối với phần mềm cạnh cuộc sống thì phần nó hạn chế hơn là cần biết cái hình ảnh mà ta đã lớp thì tính thu được đó là cái kết cấu toàn phần là cộng trung bình của các cái phân tử xung quanh để nó đưa ra cái tỷ trọng nhất định của nó sẽ cộng cả cái tỷ trọng xương ở mô mềm nó đưa ra cho cùng một mô hình không, còn nó hơi nhiều quanh cuộc sống, các phần mềm cuộc sống nhiều. Đối với các cái máy ngày nay thì nó xử lý được nhiều cái vấn đề đấy rồi, nhưng mà nó vẫn chưa được phần nào. Về kỹ thuật chụp các lớp vi tính thì nó phụ thuộc vào hệ máy, ví dụ là máy 1 dãy, máy 2 dãy, máy 3 dãy. Bây giờ có loại máy 1, 2 dãy thì nó ít được sử dụng. Hay là cái gì đó không tháng tư nhỏ lẻ thì trang bị kỹ thuật từ bệnh viện cho lên bệnh viện đến tỉnh hoặc là trung ương sử dụng cái máy mà cái số lượng người gõ nó không lớn, tốc độ quét nó nhanh hơn so với các loại khác. Thì có các cái có hai cái trình mà chụp cơ bản, nó là cái trình chụp sóng ấp các trình và cái trình chụp tuần tự. Cái chúng ta hiểu một chút cái trình phản ốc, tức là cái director nó quay liên tục, nó quay bóng nó phát tia liên tục và cái bàn nó chạy, nó sẽ tạo ra các lát cắt liên tục, nó rất là nhanh. Tuy nhiên cái này thì đối với các cái máy phản ốc, cái máy mà có cái đã được đầu dò thì nó sử dụng phương pháp này tốt. Còn đối với những cái máy mà đơn giản cái hai được đầu dò thì nếu chúng ta dùng cái phản ốc thì chúng ta dùng nó người ta có thể sử dụng cái chụp tuần tự, tức là cứ một lần phát tia thì bạn cứ di chuyển một lần cắt lát một, thì cái đấy thì nó sẽ bảo vệ được nó hơn, tuổi thọ nó sẽ lâu dài hơn. Về các hướng cắt thì các lớp vi tính nó cắt, hướng cắt của nó cơ bản là từ cắt ngang, sau đấy
hay là bên gọi là hướng ASEAN, thì đấy chúng ta sẽ tái tạo lại các cái hướng khác như hướng Sakita, hướng Corona và có thể tái tạo cái hình ảnh 3D để chúng ta đánh giá tổng thể các tổn thương. Các lớp vi tính tiêm thuốc cản quang thì không phải trường hợp nào chúng các lớp vi tính cuộc sống vào tiêm thuốc cản quang. Vì vậy chúng ta cần phải đánh giá trước, tức là cái đánh giá cái sau khi chụp không tiêm thuốc cản quang, và đấy là chúng ta sẽ đánh giá cái tổn thương, cái tổn thương mà cần tiêm thuốc, chúng ta sẽ tiêm thuốc để điều trị tổn thương tốt hơn. Còn cả một cái kỹ thuật mà chụp cái gọi là CT tủy sống, ung tủy đấy, thì trước đây hay sử dụng mà cái khi có cổng từ thì cái kỹ thuật này nó cũng ít được sử dụng. Tuy nhiên tôi trình bày với các anh chị là có một kỹ thuật chụp tủy sống mà các anh chị có thể về đến cơ sở khi chưa có cổng từ mà nó nhận ra tốt về cái tổn thương của tủy sống hay là của các cái dây thần kinh, hoặc trong một số các trường hợp mà có tổn thương như người có rách cái dưới màng cứng hay là một số các cái thường u sau cái phẫu thuật mà khi hình màu đỏ cứng và có thể tiêm cái thuốc cản quang vào trong cái khoang cứng, sau đấy chúng ta chụp CT lên thì giá trị của nó tương đương với giá trị của từ chúng ta tiêm vào cứng, và nên cái thuốc cản quang nó sẽ tăng tỷ trọng lên tủy sống, nó sẽ đem chúng ta sẽ đánh giá được cái tình trạng của tủy sống giống như là cái chứng T2 trên cổ tử, và chúng ta sẽ đánh giá được lần cận chúng ta đánh giá được cái các cái dễ hoặc là có phít thuốc toàn ra ngoài là cứng cằn như có giòn cứng, chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp là dùng thuốc quan các vị quan dịch. Cái chỉ định của các lớp vi tính thì cũng khá là rộng rãi rồi, tuy nhiên là trong cái cơ bản nhất mà áp dụng cái này nó là cái tổn thương nhất, cái tổn thương cuộc sống cho cái lợi ích rất là cao. Thứ hai nữa là có trên phim các cái phim chụp hàng ngày, phim chụp X quang hàng ngày, chúng ta thấy có những tổn thương sẽ cuộc sống mà không gây tổn thương, chúng ta chụp các lớp vi tính. Hay là những trường hợp đau cuộc sống lưng cấp, đau thần kinh đoạn mà chúng ta không có cổng từ trong tay, chúng ta có thể hoàn toàn để sử dụng các lớp vi tính chúng ta chẩn đoán những các cái tổn thương về các khối u xương, cái u phần hình thành cuộc sống thì chúng ta có thể sử dụng các lớp vi tính để chẩn đoán. Và cái xương ngày nay sử dụng khá là nhiều, đó là cái bộ phận để chúng ta làm can thiệp như là sinh thiết phòng vệ hệ thần kinh vân vân. Nếu như là ở những cơ sở mà không có cổng từ thì các lớp vi tính chúng ta có thể sử dụng cái chỉ định khá là rộng rãi. Tuy nhiên là cơ sở chúng ta nên cân nhắc để mà tốt. Chúng ta làm trên các lớp vi tính chúng ta làm cái gì mà nó không đánh giá tốt là một từ, ta nên chỉ từ. Nó có cái phương pháp, có cái phương pháp khác trong tay ta lựa chọn, chúng ta cân nhắc. Còn nếu không có thì chúng ta sử dụng các lớp vi tính để ta tham khảo. Thì cái phần thứ nhất mà tôi muốn trình bày với anh các chị ngày hôm nay đó là cái về chúng ta thiết bị chúng ta đi vào các bệnh lý chúng ta nhắc lại. Nói chung thì chúng ta đã biết cái cuộc sống nó bao gồm có khoảng 33 đến 35 phân cuộc sống được chồng với nhau tạo thành cột, và nó được chia ra làm 5 cái đoạn. Thứ nhất là đoạn cuộc sống cổ gồm 7 đốt sống, đoạn cuộc sống ngực gồm 12 đốt sống, đoạn cuộc sống thắt lưng 5 đốt sống, và cuộc sống cùng và cùng. Thì cả về các cái hình ảnh chung của các cái phân đốt sống thì nó bao gồm có các cái thành phần như sau. Một cái phân đốt sống nói chung thì bao gồm, một cái đốt sống nói chung thì bao gồm có cái phần thứ nhất là cái phần thân của đốt sống, cái phần thứ hai phần vô sống để có mối cái phân đốt sống, các thành phần như sau. Và cái phân đốt sống thì nó gọi là cái vô sống, cái thành phần nữa đó là cái mảnh sống và các cái thành phần gai ngang, cối thấp bên và cái gai sau. Thì cái phần cung sau, phần
phần phần khung sau của ống sống, nó gồm một khung sống, khoảng sống nó khép lại và kết hợp với cái phần sau của thân ống sống tạo nên cái lỗ mà ta gọi là ống sống, và các cái thân ống sống chồng lên nhau thì ống sống là nó chứa cái bể sống cái kinh vương trong này. Còn các cái đặc điểm của cái nhìn các cái thân cuộc sống nhìn chung thì nó bao gồm các thành phần thế, còn lại tùy từng các cái đoạn của cuộc sống khác nhau mà cái chức năng của các cuộc sống khác nhau mà nó có một số các cái đặc điểm khác, thì chúng ta đi sâu hơn về các cái từng cái đoạn cuộc sống. Thứ nhất đó là cái cần phải bảo vệ cái sống cổ. Vì có sống cổ chúng ta biết có 7 đốt sống, một ký hiệu mà chữ C, ký hiệu từ C1 cho đến C7 và có cái đường cong lõm ra phía sau. Các thân đốt sống thì có cái đường kính trước sau, đường kính trước sau thì nó có đường kính ngang. Đa phần các cái đốt sống sống cổ bình thường thì nó có cái đường kính ngang, nó có đường kính trước sau và cái ống chụp của nó rất là rộng. Các cái mỏ ngang thì nó có tạo có cái lỗ cho cái phần mặt đốt sống nó đi qua. Cái đốt sống C1 và C2 nó có cái cấu tạo hơi khác biệt so với các đốt sống còn lại của cuộc sống cổ, do cái chức năng của nó tạo nên về cái bản lề cổ chậm, nên là để cho cái cổ của chúng ta có thể linh hoạt quay một cách linh hoạt thì cái đốt sống C1 C2 nó hơi khác biệt so với các đốt sống khác. Đốt sống C1 thì nó không có thân đốt sống, chúng ta thấy nó không có thân đốt sống và cái thân nó có hai cung, cung trước và cung sau, hai cung khớp bên. Cung khớp bên thì có diện khớp trên thì khớp với cái đùi chậm, cái diện khớp dưới thì khớp với cái khớp của cái đốt sống C2, và phía sau của cái cung trước nó có một cái khớp để khớp với mỏ ngang để nó tạo thành một cái bản lề cho cái C1 này nó có thể xoay quanh cái mỏ ngang. Còn cái đốt sống C2 thì người ta gọi là đốt trục, thì nó có thứ nhất là cái thân đốt sống của nó cao dài, và cái phần mà nó thay thế cho cái thân đốt sống của C1 chính là cái phần nhô cao lên cái thân đốt sống C2, người ta gọi đó là cái mỏ ngang. Và cái cung bên của cái khác biệt lớn nhất của cái đốt sống C2 đó là cái mỏ ngang thôi. Cái đốt sống C7 thì nó có một cái đặc điểm, đó là cái gai sau của nó khá là dài, và chúng ta gọi đó là cái móc mà chúng ta xác định trên lâm sàng, chúng ta sờ thấy khi mà cái tư thế cúi nó nhô ra, nó là để chúng ta xác định cái điểm của cái đốt sống C7. Đốt sống C7 thì nó cái mỏ gai sau rất là dài. Và đôi khi có một số cái trường hợp nó không có cái lỗ của lỗ ngang để cho cái mạch cuộc sống nó đi qua. Có những trường hợp nó có, những trường hợp nó không có. Đó là một số trường hợp của cái lỗ sống như vậy. Không phải là trường hợp nào nó có cái mạch ngang thì như vậy. Có những trường hợp nó bắt đầu phát từ thứ 6 thôi. Về cái đặc điểm của cuộc sống ngực, thì cuộc sống ngực nó gồm có 12 thân đốt sống, nó cong lõm ra phía trước, và các cái đốt sống thì có kích thước đường kính trước sau và đường kính ngang nó tương đương nhau. Mỗi bên của cái đốt sống này thì nó lại có những cái diện khớp của khớp với xương sườn, nó khác biệt với các cái đốt sống khác, đó là nó có thêm cái diện khớp bên, nó là khớp sườn trên và khớp sườn dưới. Ngoài ra ở cái mỏ ngang nó còn có một cái diện khớp với xương sườn nữa, cái sườn ngang. Cái cuộc sống của cái cuộc sống ngực này nó cũng nhỏ hơn so với các cái vị trí khác và nó tròn. Đường kính trước sau của cái cuộc sống của vị trí cuộc sống ngực này nó dao động khoảng 13-14 mm. Cái gai sau của cái cuộc sống ngực này nó cũng to và nó dốc hơn để nó làm nó cài vào nhau để cho cái cuộc sống ngực này nó có cái phần cố định hơn so với các
cái tụt sống ở đoạn cổ và thắt lưng. Do đó tổn thương trưởng sâu ít thì gặp xảy ra ở cái tầng sống ngực nếu không có hiện trường tổn thương nặng. Còn lại ở cái cuộc sống như cuộc sống cổ hay cuộc sống thắt lưng thì nó hay có cái bệnh lý nó gây trưởng ở cuộc sống. Chúng ta đi nhanh nữa là phải có cái tầng cái tầng này các anh các chị nó rất là rõ sinh viên. Tiếp theo đến cái phần cuộc sống thắt lưng. Cuộc sống thắt lưng thì nó bao gồm có 5 đốt sống và nó được ký hiệu là L từ L1 đến L5 và có đường cong cong đỏ ở phía sau. Và các cái đốt sống của cuộc sống thắt lưng thì nó hình trụ và nó to hơn các phần đốt sống khác, bởi vì cái phần cuộc sống thắt lưng là cái phần chịu lực lớn nhất của cái của cơ thể. Và cái đường kính trước sau của cuộc sống tương đối lớn, nó dao động 2-6 mm. Cái cuộc sống cùng thì nó bao gồm có 5 đốt sống cùng được kết lại với nhau thành một cái khối, nó gọi là khối xương cùng, thì nó được ký hiệu là từ S1 cho đến S5. Các cái đốt sống này nó kết với nhau tạo thành cái khối xương cùng. Khối xương cùng này nó có sức lực bên để cho các cái thịt đi qua và hai bên. Cái khối xương cùng này nó có diện khớp của xương chậu. Còn các cái đốt sống cùng nó tiếp theo cái cuộc sống, các cái đốt sống cùng mà nó có khoảng từ 4-6 đốt sống cùng. Cái phần tiếp theo mà để tạo nên cái cuộc sống nó là các cái địa đệm. Các cái địa đệm là cái mà nó nằm giữa hai cái thân đốt sống để nó giảm cái độ cái gọi là cái thì các cái địa đệm này nó nằm ở giữa hai cái đốt sống và nó tác dụng là giảm sóc cho cái cột sống. Cái địa đệm này bình thường nó chiều cao của địa đệm nó thì nó vào khoảng 20-25% chiều cao của thân đốt sống, nó là cái chiều cao bình thường của địa đệm. Tức là mình đoán chừng cái địa đệm là cái cột sống này chúng ta chia là 4 phần thì nó chiếm khoảng 1/4. Từ 1/4 đó là cái giới hạn bình thường của cái địa đệm. Cái địa đệm này nó bao gồm có thứ nhất là ở trung tâm nó có cái nhân nhầy này nó tác dụng nó giảm sắc cho cuộc sống rất là tốt. Ở người trẻ thì nhân nhầy này nó chứa rất là nhiều nước, cái mức độ của đàn hồi của nó rất là tốt, và xung quanh cái nhân nhầy này nó được bao bọc bởi các cái vòng sơ. Cái vòng sơ này nó đan xen, nó có những các cái tơ dọc sơ chéo để nó làm cho cố định cái nhân nhầy nó nằm ở trung tâm, nó không bị chảy ra xung quanh. Và cái hệ thống mà để liên kết các cái đốt sống lại với nhau đó là cái hệ thống dây chằng của cuộc sống. Hệ thống dây chằng của cuộc sống nó bao gồm có các cái dây chằng, thứ nhất là cái dây chằng lọc trước, nó nằm ở phía trước của các cái thân đốt sống để liên kết phía trước của thân đốt sống. Cái hệ thống dây chằng thứ hai đó là hệ thống dây chằng lọc sau, nó liên kết các cái mặt sau của các cái thân đốt sống. Và cái hệ thống dây chằng bên đó là cái dây chằng vàng. Đây là hệ thống dây chằng vàng, nó liên kết các cái từ các cái mảnh sống ở phía sau lại với nhau.
và cái dây chằng vàng này nó liên kết các mảnh sống lại và nó có phía trước nó có một cái vùng khuyết, tức là cái dây chằng này nó không che kín hết cái hai cái phần ở cái phần phía bên của cái hai đốt sống sát nhau, nó tạo thành một cái ổ khuyết, cái ổ này chính là cái ổ tiếp hợp cho cái dây thần kinh nó đi ra. Cái hệ thống dây chằng nữa đó là cái dây chằng liên gai, và nó liên kết các cái gai sau với nhau. Và một cái hệ thống dây chằng cuối cùng đó là cái dây chằng kim gai, nó liên kết các cái đỉnh của cái mỏ gai lại với nhau. Đây nhìn ở dưới đây, đây là cái dây chằng gập trước, nó liên kết cái mặt trước của phần sống, dây chằng gập sau, các cái dây chằng vàng, dây chằng liên gai. Đây là dây chằng liên gai, dây chằng kim gai. Còn về tủy sống thì cái tủy sống nó tiếp theo cái hệ thần kinh trung ương ở não là từ hành tủy ngang mức với lỗ chậm và nó kéo dài đến đoạn S núi, đó là kết thúc của cái ống tủy. Vì cái tủy sống thì nó kết thúc ở ngang mức L1 là 2, nhưng mà nó còn là một phần cái kéo dài của cái tủy sống, người ta gọi là cái dây tận cùng, nó sẽ đi từ đỉnh của cái nón tủy này, nó cố định vào cái mặt sau của cái đốt sống S4 để nó căng cái tủy sống ra, người ta gọi là cái ống tận cùng. Thì cái tủy sống nó có chiều dài khoảng 42 đến 45 mm và được chia ra khoảng các đoạn, từ các đoạn của cuộc sống, các đoạn chi phối của cuộc sống, ví dụ như là đoạn tủy cổ, đoạn tủy lưng, đoạn tủy thắt lưng và đoạn tủy cùng. 45 cm. Và nó được chia ra các khoảng 30 đến 31 dây thần kinh. Thì đối với đoạn cổ thì nó có 80 dây thần kinh, và ngực có 12 dây thần kinh, và thắt lưng có 50 dây thần kinh, và đoạn cùng 50 dây thần kinh. Các cái dây thần kinh nó đi ra thì đối với các cột sống cổ thì nó đi ngang các cái dây thần kinh, nó sau khi nó xuất phát khỏi tủy thì nó sau khi mà nó hợp lưu được cái sừng trước và sừng sau, nó tạo thành một cái biểu hiện bó chung của dây thần kinh, thì nó đi ngang ra các lỗ chết hợp. Do đó cái cột sống cổ nó không có một cái đoạn đi trong cái ngách bên của cột sống, mình gọi là cái rãnh bên của cột sống, mà nó đi ngang ra. Các cái đốt sống cổ thì đối với các cái dây thần kinh của đốt sống cổ thì nó đi ra ở bờ, ví dụ như là dây C2 thì nó đi ra ngay ở bờ trên của cái đốt sống cùng tên. Còn đối với cột sống ngực trở xuống thì cái dây thần kinh bắt đầu nó sau khi nó xuất phát khỏi cái tủy sống thì nó sẽ đi hơi chếch xuống dưới và đi có một đoạn đi ở trong cái rãnh bên của đốt sống và nó đi ra ở cái lỗ kết hợp và nó có cái tên gọi của cái rễ thần kinh cùng với cái đi ra bờ dưới của cái thân đốt sống cùng tên. Do vì có 7 đốt sống cổ mà lại có 80 dây thần kinh, do đó từ C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 thì nó đi ngang, và đến C8 thì nó lại đi bờ dưới của đốt sống C7. Do đó là từ cái đốt sống ngực 1 thì nó lại có cái tên đốt sống, nó sẽ là cái tên của cái hệ thần kinh, nó đi ra bờ dưới của thân sống, nó không giống như là cột sống cổ thì nó lại đi ở bờ trên của thân sống cùng tên. Đấy là những cái đặc điểm mà chúng ta cần hiểu, đó là chúng ta đọc cái cuộc sống thắt lưng nó chèn ép những cái dễ nào, cái vị trí nào chúng ta cần ý. Ví dụ như tầng đối với tầng thắt lưng thì một cái dễ thần kinh sau khi mà nó chuẩn bị đi ra ngoài thì nó sẽ chạy ra phía bờ ngoài, sau đấy nó có một đoạn chạy ở trong cái rãnh bên của cuộc sống, và cái khi mà cái đĩa đệm này, ví dụ cái đĩa đệm này nó thoát vị, nó có thể chèn ép ở ngang mức thì nó sẽ chèn ép của cái dây bên dưới chứ không chèn ép của dây trên. Khi mà nó chèn ép, nó thoát vị ở vị trí độ kết hợp, nó lệch, nó dư trú hơi lên trên một chút thì nó cái hẹp độ kết hợp thì nó sẽ chèn ép cái rễ thần kinh ở phía trên.
tức là ví dụ đây là L3 L4 thì cái rễ này sẽ là cái rễ L3, và nếu mà nó phát bị ở đây thì nó sẽ chèn ép rễ L4 ở đoạn trong của ung thư kết hợp, và nếu như mà nó chèn ép cái làm hẹp cánh bên thì nó sẽ chèn ép cái rễ L4, và nếu như mà cái lỗ này nó chèn ép nó gây hẹp của kết hợp thì nó lại là chèn ép của rễ trên. Về cái đặc điểm giải phẫu của các cái đốt sống và của cột sống ở trên hình ảnh các lớp vi tính, thì đối với cái thân đốt sống thì nó chia ra làm hai phần, phần thân và phần đối với các đốt sống thì nó chia làm hai phần, đó là phần thân đốt sống và phần khung sau. Thì cái bó xương, cái thân đốt sống nó gồm có phần bó xương, thì đây là cái vùng mà nó có cái tỉ trọng xương nó cao, do đó trên các lớp vi tính nó tăng tỉ trọng. Còn đối với phần xương sốt thì các cái bè xương sốt thì cái đậm độ xương ở vị trí này nó thấp hơn so với vỏ xương, nên là cái tỉ trọng nó thấp hơn. Đây là phần cuốn sống, mạch sống và các cái thành phần khung sau, thì cái vỏ xương của nó dày nên là cái tỉ trọng ở phần phía sau nó cao hơn so với cái phần xương sốt. Đây là cái lát cắt ngang qua cái tầng mà bên dưới của cái không cắt qua cái khung sống mà cắt qua cái phần tiết của khung sống, là cái phần cái lỗ kết hợp. Đây là cái phần của cái lỗ kết hợp mà cái rễ thần kinh nó sẽ đi qua ở vị trí này. Đây là hình ảnh cụ thể của một cái các lớp vi tính cột sống cắt ngang. Thì đây là cái lát cắt qua thân cột sống, khung sống và cả cái mạch sống và cả cái gai sau bằng gai ngang. Tiếp tục chúng ta đi xuống thì chúng ta sẽ cái phần này là phần cắt qua tầng của cái lỗ kết hợp, thì chúng ta sẽ thấy cái lỗ thần kinh nó đi ra vị trí này, nên đây là cái lỗ thần kinh này, nên là trên các lớp vi tính chúng ta ở cửa sổ tốt thì chúng ta có thể vẫn đọc được các cái tổn thương thoát vị của đệm có chèn ép về vào cái thần kinh hay không. Đây là cái lần mà chúng ta cắt qua cái đĩa đệm, thì cái đĩa đệm nó là tỉ trọng hơi mềm, nó không tăng tỉ trọng, tỉ trọng của nó tương đương với tỉ trọng hơi mềm, chúng ta có thể hoàn toàn có thể nhận biết được. Và đây là chúng ta cắt qua cái đĩa khối khớp bên, đây là cái mỏng khớp của đốt sống trên và đây là đốt khớp trên của đốt sống dưới, và chúng ta có thể đánh giá được cái dây chằng cái liên kết giữa các cái mạch sống lại với nhau, nó cái dây chằng vàng, chúng ta có thể đánh giá được. Đây mình thấy cái dây chằng vàng này, chúng ta phải đánh giá là nó dày hay là nó mỏng, nó dây dây chằng vàng này. Đây là cái cửa sổ lúc trước chúng ta xem, đây là cửa sổ xương, còn cửa sổ này gọi là cửa sổ mô mềm. Cửa sổ mô mềm chúng ta đánh giá tốt hơn về cái cấu trúc mô mềm, ví dụ như các cái cơ, các cuộc sống, các cái dây chằng nhìn nó rõ hơn, và các cái thần kinh đi ra đây nhìn nó rõ ràng hơn. Đĩa đệm mình cũng nhìn thấy cái đĩa đệm nó phình ra hay thoát vị, mình có thể đánh giá được trên cuộc sống mô mềm tốt hơn xương. Đây là cái hình ảnh tái tạo xăng tan của cái cuộc sống thắt lưng. Tái tạo cuộc sống thắt lưng thì chúng ta có thể tái tạo rất là nhiều các cái lát cắt. Đây là tôi lấy hai cái ví dụ của hai cái lát cắt mà chúng ta hay sử dụng để chúng ta đánh giá trong cái kết quả lọc của sống thắt lưng, ví dụ như là cái lát cắt mà đi qua các cái lỗ kết hợp, chúng ta phải đánh giá được cái lỗ kết hợp này nó có bị hẹp hay không, còn cái gì đấy nó chèn ép làm hẹp lỗ kết hợp này hay không, chèn ép là nó bị thần kinh hay không. Cái lát cắt này là lát cắt tí giữa qua cái cột sống, thì chúng ta đánh giá được cái đường kính trước sau của cái ống sống, đánh giá được cái đĩa đệm này nó có bị phình thoát vị hay không, thân ống sống và cái gai sau nó như thế nào, chúng ta đánh giá được. Đây là chúng ta vừa cùng nhau nói lại ôn lại một chút về các cái kiến thức về giải phẫu của cái cột sống. Chúng ta đi vào một số cái bệnh lý mà hay gặp của cái cột sống trên cái các lớp vi tính. Thì các cái bệnh lý của cột sống nó bao gồm có thứ nhất là cái bệnh lý về chấn thương, là cái mà chúng ta hay sử dụng
nhất để chúng ta sử dụng các lớp vi tính để chúng ta chuẩn đoán nhất. Cái thứ hai đó là một số những bất thường bẩm sinh, cái này thì chỉ nói qua thôi. Cái thứ ba đó là một số những bệnh lý về không phải là chấn thương như là thoái hóa, những cái viêm, một số cái u cuộc sống. Thì trong cái nội dung của bài giảng ngày hôm nay thì tôi sẽ trình bày với các anh chị phần chấn thương cuộc sống. Cái chấn thương của cuộc sống thì nó là một cái tổn thương khá là hay gặp, nguyên nhân thì rất là đa dạng, bao gồm có các cái nguyên nhân như là tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt hay là cái tai nạn trong thể thao. Thì các lớp vi tính nó rất là có giá trị trong chẩn đoán các cái tổn thương xương do cái chấn thương, và nó là một cái lựa chọn hàng đầu trong các cái thăm khám của cái bệnh nhân bị chấn thương cuộc sống. Trước tiên để khi mà chúng ta xác định một cái, để chúng ta đọc một cái tổn thương của cái chấn thương cuộc sống, chúng ta phải xác định cái cơ chế của chấn thương. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta nắm được cái cơ chế của chấn thương rồi thì chúng ta sẽ không bỏ sót các tổn thương. Vì cái cơ chế của chấn thương nó làm cho nó tạo nên những các cái vị trí tổn thương nó đặc trưng. Nó tùy vào cái cơ chế chấn thương mà nó có những các cái hình ảnh của cái tổn thương nó đặc trưng cho từng loại cơ chế. Cái thứ hai nữa đó là các cái tổn thương nó có thể đơn độc hay là phối hợp với nhau. Do đó các cái cơ chế nó có thể đơn độc hay là phối hợp, do đó chúng ta có thể xác định được những cái tổn thương mà ở những cái vị trí nào. Cái thứ ba nữa đó là cùng một cơ chế chấn thương nhưng mà ở trên những cái đoạn của cuộc sống khác nhau thì nó cũng có thể có những các cái đặc điểm tổn thương khác nhau. Thì cái cơ chế thứ nhất đó là cái cơ chế mà chấn thương mà xảy ra trong tình trạng làm cho cái cuộc sống nó quá rộng. Khi mà nó quá rộng thì các cái tổn thương về xương thì nó có thể gây nên các tổn thương ở phần trước của đốt sống. Kết hợp với khi mà nó quá rộng thì phía trước bị dồn nén và phía sau nó sẽ bị căng. Phía sau nó sẽ bị căng thì nó sẽ gây xé rách các cái thành phần của khung sau, bao gồm có các cái dây chằng của khung sau. Vì vậy khi mà chúng ta xác định cái tổn thương này là tổn thương bị gập, tức là cuộc sống bị quá rộng, thì chúng ta sẽ tìm các cái tổn thương về xương ở phần trước của thân cuộc sống và tìm các cái tổn thương bị xé rách ở phần sau của cuộc sống. Cái cơ chế thứ hai đó là cơ chế quá ngửa, tức là nó ngược với cơ chế đuổi, cơ chế có gập. Thì cơ chế đuổi này thì nó lại gây xé rách cái thành phần phía trước và nó gây dồn nén các thành phần của phía sau. Do đó các tổn thương về xương thì nó lại hay gặp ở phía sau, nó gây gãy vỡ các cái thành phần khung sau và cái xé rách đứt các cái dây chằng ở trước hoặc là dây chằng ở sau. Cái cơ chế thứ ba đó là cái cơ chế do cái lực nén từ trên xuống, tức là theo trục dọc, tức là những cái trường hợp mà chúng ta ngã ngồi hay là ngã mà cắn đầu chẳng hạn, nó dọc theo cuộc sống thì nó là cái cơ chế này nó gây dồn nén cuộc sống, thì tất cả thành phần phần trước hoặc phần sau nó đều bị dồn nén, thì phần lớn là nó gây tổn thương về xương, chính là ít khi nó gây tổn thương về các cái thành phần mềm, thành phần dây chằng. Cái cơ chế nữa đó là cơ chế theo lực xoay. Lực xoay thì nó là vặn, xoắn vặn, do đó các cái tổn thương của nó sẽ phối hợp, nó ngoài cái tổn thương gây vỡ phức tạp của các cái thành phần cùng trước cùng sau của cuộc sống ra, nó có thể gây xé rách các cái thành phần dây chằng quanh cuộc sống. Và cái cơ chế cuối cùng đó là cơ chế phối hợp, tức nó có thể phối hợp đa chấn thương, nó có thể phối hợp giữa cúi gập hoặc là giữa hoặc là lực xoay. Thì khi mà cái cơ chế phối hợp nó rất là phức tạp, thường nó rất là phức tạp, nó có thể gây sẹt cuộc sống, gây vỡ khung sau, gây xé rách các cái thành phần dây chằng phối hợp với nhau, nó rất là phức tạp. Các cái dạng tổn thương của trong cái chấn thương cuộc sống thì nó có rất là nhiều các cái dạng tổn thương. Thứ nhất là cái tổn thương của các cái thân đốt sống, bao gồm có cái vỡ thân đốt sống. Khi vỡ của thân đốt sống thì nó có thể vỡ đơn giản, tức là cái đường vỡ nó có thể đơn độc hoặc đường vỡ nó mạnh, nó nhỏ, cũng có thể
có những cái trường hợp tổn thương nặng thì nó sẽ gây vỡ dập nát các cái vỡ nát các cân đốt sống, tạo thành nhiều cái mảnh rời. Và có thể cái tổn thương thứ hai là có thể nó mất vùng cuộc sống, nó gây trượt các cái đốt sống. Thì trong cái trượt của cái đốt sống thì nó cũng giống như các cái bệnh lý thông thường của đốt sống trong chấn thương, với là trong bệnh lý trượt đốt sống thông thường thì người ta phải chia cái mức độ trượt ra là 5 độ. Thì chúng ta ước lượng, chúng ta thể ước lượng hoặc chúng ta thể kẻ vẽ để chúng ta đo. Thì cái độ 1 thì nó lệch không quá 25% cân đốt sống. Cái độ 2 thì nó dao động trong khoảng từ 25-50% cân đốt sống. Cái độ 3 là từ 50-75%. Cái độ 4 là từ 75-100%. Và cái độ 5 đó là nó dư lệch thẳng ra, khỏi trượt thẳng ra khỏi cái hai cân đốt sống, nó trượt khỏi ra khỏi đi ngang, tức là nó quá trên 100% cân đốt sống. Thì chúng ta xác định như thế nào? Thì chúng ta xác định đó là chúng ta phải chia cái cân đốt sống ngay phía dưới của cái vị trí trượt đấy là 4 phần, và nếu như đi qua một phần thì chúng ta sẽ có trình độ rất là đơn giản thôi. Và cái quy ước của chúng ta đó là trượt thì chúng ta quy ước là chúng ta khối trên so với khối dưới, tức là trượt ra trước là của khối trên so với khối dưới. Chúng ta không đọc là trượt khối dưới ra sau so với khối trước. Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta làm đọc L5 trượt ra trước, L5 độ 2 trượt, chúng ta không đọc trượt F1 ra sau trong cái trường hợp này. Đây là cái tổn thương của cái thân đốt sống. Đây là cái ví dụ minh họa của tổn thương thân sống. Chúng ta thấy cái đặc điểm tổn thương trên cái đặc điểm cái đường gãy trên các lớp vi tính đó là những cái đường giảm trọng mất liên tục của các cái cấu trúc của xương. Chúng ta thấy mất như các cái cấu trúc liên tục của xương, ví dụ như vỏ xương nó bị mất liên tục, nó bị biến dạng cái hình dạng của cái thân đốt sống. Đấy là những cái vỡ phức tạp. Còn đối với những cái trường hợp của đường vỡ mà nó mạnh thì chúng ta phải cắt mỏng, chúng ta có thể phát hiện được đó là những cái đường xá mất liên tục của các cái công việc của xương. Đây là một cái ví dụ của một cái vỡ thân đốt sống nhiều mảnh. Trong đấy chúng ta phải cần đặc biệt lưu ý là cái tổn thương thân đốt sống thì chúng ta đặc biệt lưu ý là thành phần của cái đường sau của cái thân đốt sống nó có bị tổn thương hay không, nó có đường vỡ của cái đường sau hay không, có mảnh rời hay không, và cái đường sau này nó có bị đẩy lồi vào thân đốt sống hay không, vào ống sống hay không. Thì cái trường hợp nếu như mà một vỡ một thân đốt sống mà nếu như mà nó không có cái đường vỡ của tiền sau và không có cái dấu hiệu đẩy lồi của tiền sau chèn ép vào cái tủy sống thì cái hướng xử trí và điều trị nó khác. Còn đối với những cái trường hợp mà chấn thương mà có cái tổn thương tiền sau và có cái chèn ép tủy sống thì nó là cái hướng xử trí của nó lại khác. Nếu như không có tổn thương thường sau, chúng ta có thể lựa chọn các phương pháp điều trị khác nhau, như là có thể phẫu thuật và hiện nay là người ta bơm xi măng vào đốt sống hoặc người ta chạy cố định, không bảo tồn, không xử lý gì. Còn đối với những trường hợp mà có tổn thương thường sau, có dấu hiệu chèn ép thần kinh thì chúng ta chỉ lựa chọn phương pháp thứ nhất là mổ và giải phóng chèn ép và cố định lại cái thân đốt sống. Còn người ta không lựa chọn được cái phương pháp là bơm xi măng. Đây là một cái trường hợp ví dụ khác của một cái tổn thương của cái cuộc sống, của thân cuộc sống, nhưng mà cái đường vỡ của nó rất là mạnh trên các cái tấm cắt. Nếu mà chúng ta cắt dày, ví dụ đây là một cái ví dụ, nó cái lát cắt nó có chiều dày 2.5 mm, thì cái tổn thương chúng ta có thể làm là bỏ sót. Ví dụ như là trên tái tạo thì chúng ta thấy có cái gờ có một cái gần mất liên tục và nó bị biến dạng của cái trước thân đốt sống. Bây giờ những cái tổn thương của thân đốt sống ở vị trí này thì đối với cái lát cắt mà chúng ta cắt dày hoàn toàn có thể nó cái lát cắt cái bước nhảy nó phải nhảy qua cái vị trí này, chúng ta có thể bỏ sót. Vì vậy chúng ta tái tạo mỏng hơn, ví dụ như trường hợp này nó tái tạo mỏng hơn 0.9 mm thì phát hiện có một cái đường vỡ của cái đợt trước thân đốt sống. Tuy nhiên đối với những cái tổn thương mà cái đường nhỏ như thế này thì nó không thay đổi nhiều quá nhiều cái thái độ xử lý điều trị, nhưng mà chúng ta nên
để phát hiện tổn thương thì chúng ta phải cắt máu. Đây là những tổn thương đa chấn thương của các cái thành phần của cái cuộc sống, bao gồm có cả tổn thương chuyển cuộc sống, tổn thương của các thành phần khung sau. Chúng ta thấy các cái đường gãy của cái khung sau của cuộc sống nó gây mất ổn định cuộc sống, nó gây chuyển cuộc sống. Các cái tổn thương của thành phần khung sau thì bao gồm có gãy khung sau, chật khối cước bên và gãy các cái gai ngang, gai sau. Đây là một cái hình ảnh minh họa các cái đường gãy của cái phần của khung sau. Đây chúng ta thấy trên cái lát cắt này chúng ta thấy có cái phần phát liên tục của cái gai ngang, đúng không ạ? Phát hiện các cái tổn thương chấn thương gãy lớp sống hoặc gãy xương trên các lớp vi tính thì khá là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp. Chúng ta chỉ cần lưu ý là chúng ta cố gắng là khai thác cái cơ chế tổn thương của chúng ta, tìm các cái vị trí tổn thương để chúng ta có thể tập trung quan tâm hơn các cái vị trí đấy để chúng ta tránh một số các cái tổn thương. Còn phát hiện các cái đường gãy thì nó không quá khó. Đây là các cái đường gãy của cái gai sau và nó lan vào trong một số khớp bên. Đây là các cái đường gãy của thân cuộc sống. Đây là đường gãy của gai ngang, đường gãy của xương sườn, vân vân. Ngoài các cái tổn thương về xương ra thì chúng ta cần phải đánh giá các tổn thương phối hợp thêm, đó là các tổn thương của cái mô mềm. Anh nghe đấy, anh đang ngồi 16 phòng áo vừa quê phòng 53 phòng 53 như là các cái tổn thương về cái tụ máu hoặc là cái động gập của cái phần mềm quanh cuộc sống, cái tụ máu dưới màng cứng, chấn thương của cái đốt sống nó hoàn toàn có thể gây nên các cái tổn thương mạch máu ở các cái khu vực quanh của cái thân đốt sống. Mà cái mà chúng ta cần lưu ý đó là cái tụ máu ở trong cái ống sống có thể gây chèn ép tủy sống, gây nên các cái triệu chứng về thần kinh. Ví dụ như trường hợp này có cái chấn thương của cái C2 và nó gây rách các cái mạch máu ở khoang ra ngoài màng cứng, nó tạo thành một cơn máu tụ giống như là trên não thôi. Và cái cơn máu tụ này nó là cái khối tăng thể trọng và có hình thấu kính, nó sẽ đẩy lồi cái màng cứng vào trong cái hẹp ống tủy trên hẹp tủy sống. Một số tổn thương như là tụ máu quanh mô mềm, ta thấy thì nó cũng giống như là các cái thể trọng máu ở cái mô khác thôi, nó là khối tăng thể trọng tự nhiên nó động quanh cuộc sống sau cái chấn thương. Để có cái động giật của cái cơ quanh cuộc sống vân vân, chúng ta cần phải đánh giá tổng thể màng cứng nhất là nào. Màng cứng của cái ống sống nó và bám vào cái lỗ chậm mà nó chạy xuống, nó kết thúc ở cái mức là F nó là mức F4. Sau đấy từ F4 trở xuống cái dây vận cùng nó sẽ đính vào cái đoạn đốt sống cùng 2. Đốt sống cùng 2. Đấy là một số các cái đặc điểm hình ảnh của cái chấn thương cuộc sống. Sau khi chúng ta xác định được các cái tổn thương của các cái đường vỡ và cái đường gãy của các thành phần của cái đốt sống rồi, chúng ta đi vào cái phân loại của chấn thương. Thì cái phân loại chấn thương thì nó người ta về cuộc sống thì người ta chia hai phần. Thứ nhất là cái phần chấn thương vùng cổ cao và từ C3 để xuống cuộc sống ngực và cuộc sống thắt lưng thì người ta chia ra một nhóm. Cái nhóm thứ nhất đó là cái nhóm chấn thương cổ cao. Thì chấn thương vùng cổ cao nó bao gồm có các cái chấn thương của cái lồi cầu xương chậm, cái chấn thương của cái chật khối khớp chật đội, cái chấn thương của C1, cái chấn thương của cái khớp C1, C2 và cái chấn thương đốt sống C2. Đấy là các cái thành phần mà nó tạo nên cái vùng bán lề cổ chậm. Người ta phân nó là cái vùng cổ cao.
thì đối với các cái chấn thương của cái lồi xương chậm, của cái lồi cầu xương chậm thì cái tổn thương này thường thường nếu mà những cái tổn thương lớn thì chúng ta phát hiện nó khá là đơn giản, nhưng đối với những cái tổn thương nhỏ, những cái đường mạnh đôi khi mà cắt dày quá ở cái vùng mình sọ chúng ta hoàn toàn bỏ sót. Và cái chúng ta biết cái lồi cầu của cái xương chậm nó là những cái nơi bám của cái dây chằng, cái dây chằng cánh để nó cố định các cái bản lề của chậm và nó đảm bảo cho cái độ vững chắc của cái cuộc sống cổ cao. Thì Anderson và Montesano thì năm 1988 thì người ta chia cái vỡ lồi cầu xương chậm nó làm ba cái típ. Cái típ thứ nhất đó là cái vỡ lồi cầu xương chậm nhiều mảnh, nó không liên quan đến các cái xương sọ hoặc là các cái tổn thương khác của nền sọ. Cái típ thứ hai đó là ngoài cái vỡ của cái lồi cầu xương chậm ra thì nó có cái đường vỡ nó lan vào cái xương chậm và các cái tổn thương nền sọ phối hợp. Cái típ thứ ba đó là cái típ mà nó chỉ là bong các cái điểm bám của các cái dây chằng, bong điểm bám của các dây chằng cánh. Đây là những hình ảnh ví dụ như là cái típ 1 thì nó là có cái vỡ của cái lồi cầu xương chậm đơn thuần. Cái típ thứ hai đó là cái đường vỡ của cái, ngoài cái đường vỡ của lồi cầu xương chậm ra thì nó có cái đường vỡ này nó lan vào cái xương chậm. Cái típ thứ ba đó là cái típ mà nó chỉ tổn thương cái vị trí bám của cái dây chằng. Tức là cái dây chằng khi mà nó bị tổn thương, nó bị bong giật thì nó sẽ bong giật bong cái điểm bám. Thì người ta chia cái típ này là cái típ thứ ba. Đây là cái hình ảnh minh họa của dây chằng bám, dây chằng cánh nó sẽ bám từ cái móng nha vào cái lồi cầu xương chậm để cố định cái cuộc sống cổ cao. Thì đối với cái vỡ lồi cầu xương chậm thì người ta đánh giá nếu như mà cái mảnh vỡ nó có cái mức độ di lệch trên 5 mm thì nó mất gần hoặc là kèm theo có chật cái khớp chấn đốn hoặc là vỡ cái lồi cầu cả hai bên thì đó là cái mất gần. Và cái cách xử lý của cái vỡ lồi cầu xương chậm thì hiện nay thì người ta thấy hay sử dụng nó là người ta sẽ cho cố định cái cột sống cổ bằng cái đeo cái vòng cố định. Cái típ thứ ba tức là cái típ mà nó bị bong các cái dây chằng cánh thì người ta có thể cái điều trị cơ bản của nó là người ta chỉ sử dụng cái vòng cố định. Cái tổn thương thứ hai đó là cái chật khớp chấn đốn thì cái này thường là ít gặp, nếu như mà có chật hoàn toàn thì có thể gây tử vong do chèn ép vào cái thành phần của cái thân não và cái tổn thương này cũng dễ bị bỏ sót. Và các cái dấu hiệu mà chúng ta nhận biết đó là cái dấu hiệu đó, thứ nhất đó là cái giảm của khớp chấn đốn, cái thứ hai đó là cái chỉ số power và cái thứ ba là cái đường Harry. Thì tôi sẽ trình bày với anh chị làm ví dụ, đây là ví dụ như là cái dạng của cái khớp chấn đốn. Bình thường cái khớp chấn đốn này nó chỉ dao động trong khoảng 1 đến 2 mm, nếu như mà chúng ta thấy cái khớp chấn đốn này nó trên 2 mm thì chúng ta phải nghi ngờ nó có cái dấu hiệu chật cái khớp chấn đốn. Cái thứ hai đó là cái chỉ số power. Thì cái chỉ số power chúng ta sẽ đo bằng cách đó là chúng ta đo từ cái đỉnh của cái gấp nền xương chậm đến cái bờ trước của cái khung sau C1 và cái đỉnh của móng nha đến cái điểm của cái lồi chậm. Thì bình thường cái chỉ số này thì cái đường này trên đường này, cái đường từ trước sau này và cái đường này thì cái đường này trên cái đường này nó phải nhỏ hơn 1. Nếu như mà nó có lớn hơn 1 thì nó có nghi ngờ một cái dấu hiệu bị chật khớp chấn đốn. Cái đường Harry đó là cái chúng ta kẻ một cái đường bờ sau của cái móng nha thẳng lên
và chúng ta kẻ một cái đường vuông góc với mỏm nha đến cái lớp nền xương chậm, và cái khoảng cách giữa cái mỏm nha đến cái lớp nền xương chậm thì các cái khoảng cách này thường thường trên X quang là nó chúng ta đo thì nó là khoảng dưới 12 mm, còn nếu trên CT thì chúng ta xác định nó dưới 8.5 mm, đó là bình thường. Còn khi mà các cái khoảng cách này nó rộng ra thì chúng ta cũng nghi ngờ có cái dấu hiệu chật của cái khớp thủng đội. Cái phân loại của cái chật khớp thủng đội thì người ta chia làm 3 loại, đó là cái thể tiếp thứ nhất, đó là cái chật cái lồi cầu ra trước so với cái đốt sống C1, và cái tít thứ hai đó là cái chật cái lồi cầu lên trên, cái tít thứ ba đó là cái chật lồi cầu ra sau so với đốt sống C1. Cái tổn thương thứ hai đó là cái vỡ C1. Vỡ C1 thì cái tổn thương này cũng gặp và hay gặp trong cái cơ chế đó là ngã mà cơ chế theo trục dọc, gồm nén theo trục dọc, nó sẽ gây nên cái vỡ của C1. Thì người ta chia cái vỡ của cái C1 ra làm 3 tít, đó là tít 1 đó là vỡ đơn thuần, một là cung trước hoặc là vỡ cung sau. Cái tít thứ hai là cái tít mà vỡ cung trước và cung sau nhưng mà vỡ nhiều mảnh, có thể đồng thời có thể vỡ cả cung trước cung sau nhiều mảnh. Thì cái tít này người ta gọi cái phân loại này người ta gọi là cái có một cái tên gọi đó là cái vỡ Jefferson. Và cái tít thứ ba đó là cái tít của là cái chấn thương của cái khối cơ bên. Đây là cái tít ba, cái chấn thương khối cơ bên, còn đây là cái tít hai, đó là cái chấn thương của cái cung trước cung sau. Thì cái điều trị của cái vỡ C1 thì ngày nay người ta cũng hay sử dụng, đó là người ta sử dụng cái phương pháp bảo tồn, người ta dùng cái vòng halo, người ta cố định cái cột sống cổ. Còn đối với tiếp 3, tiếp 4 thì và kết hợp với cái tổn thương của cái dây chằng ngang và kết hợp với cái sự mất vững khác thì người ta có thể phẫu thuật để người ta cố định cái đốt sống C1 lại là. Cái tổn thương tiếp theo đó là cái chật khớp C1 C2. Thì cái chật khớp C1 C2 này thì hiếm gặp và người ta cũng chia ra làm các cái tít, được chia làm 4 tít. Tít thứ nhất đó là cái xoay đơn thuần, tức là nó không có trượt đốt sống kèm theo mà nó chỉ có xoay đơn thuần. Thì chúng ta đánh giá cái tốc độ xoay của cái C1 C2 quá mức, tức là chúng ta sẽ xác định với cái đường ngang. Chúng ta kẻ giữa hai cái khối cơ bên. Nếu như cái góc độ này nó trên 45 độ thì nó có và nghi ngờ có dấu hiệu trượt. Cái tít thứ hai đó là cái tít trượt và cái tít xoay quá mức và kết hợp với trượt ra trước, nhưng mà cái biên độ trượt của nó từ 3 đến 5 mm. Cái tít thứ ba cũng xoay quá mức và kết hợp với trượt ra trước và cái mức độ trượt của nó do là từ trên 5 mm. Và cái tít thứ tư đó là cái xoay quá mức và kết hợp với trượt của cái C1 ra sau so với C2. Cái mốc mình đo 5 mm ở sau đây chúng ta xác định giữa cái biên độ trượt, tức là chúng ta sẽ xác định cái khoảng cách giữa C1 và C2. Nếu như mà cái này dưới từ 3 đến 5 mm, tức là dưới 5 mm có trượt nhưng mà dưới 5 mm thì nó là cái tiết 2. Và nếu như mà nó trượt, cái mức độ trượt này, cái khoảng cách này nó trên 5 mm thì nó là tiết 3. Mình đo từ trước C1 đến trước C2 hay là từ trước C1 đến trước C2? Cái biên độ trượt thôi, biên độ trượt tức là cái bờ trước và bờ sau của bờ trước của cái dàn xe 2 và bờ trước của C1. Bình thường thì chúng ta xác định là bờ trước với bờ trước nó cùng trên một đường thẳng. Nhưng khi nó trượt thì chúng ta xác định cái biên độ của nó thôi, thì chúng ta phải xác định từ bờ trước của dàn xe 2 với bờ trước của dàn C1, chúng ta kẻ vuông góc chúng ta xác định cái biên độ trượt của nó. Còn cái tiếp 4 là cái tiếp mà nó chật các tổn thương kết hợp với trượt ra sau. Đây là hình ảnh minh họa của một cái trượt
chúng ta thấy cái góc mà chúng ta tạo bởi giữa cái thằng đường ngang của thằng C2 và thằng C1, nó cái góc này, xác định cái góc này nó trên 45 độ là có trường. Và đây là hình ảnh tái tạo của cái triệt C1 C2. Một cái loại chấn thương nữa của cái chấn thương cổ cao, đó là cái chấn thương của cái mỏ nha. Chấn thương mỏ nha thì cái này hay gặp, nó chiếm khoảng 10 đến 15% chấn thương của sống cổ cao. Về phân loại thì nó cũng được chia ra làm các cái tip. Cái tip 1 nó là cái tip chỉ giới hạn ở cái vùng đỉnh của mỏ nha. Cái tip thứ hai đó là cái tip mà nó chấn thương ở vùng eo của mỏ nha. Và cái tip thứ ba đó là nó cái đường vỡ của cái nền của mỏ nha. Thì trong ba cái tip này thì cái tip 2 là cái tip mà chúng ta cần phải can thiệp, bởi vì khi nếu như cái tip 1 thì nó tổn thương mức độ nhẹ thì chúng ta có thể bảo tồn, hoặc là cái tip 3 là cái tip mà tuy cái đường vỡ của nó lớn nhưng mà nó nằm ở phần nền của mỏ nha và nó sẽ được cố định bởi các cái khối khớp bên, do đó cái mức độ mà nó mất vững thì nó không đe dọa đến cái tình trạng mất vững của cái mỏ nha, do đó người ta cũng có thể bảo vệ được điều trị bảo tồn. Còn cái tip 2 là cái tip mà nó gãy ở cái vùng của cái eo của mỏ nha, nó rất dễ bị các cái dây chằn nó bị kéo lệch, do đó nó sẽ mất vững một cái mỏ nha. Do vậy cái chấn thương của tip 2 thì người ta thường lựa chọn cái phương pháp điều trị phẫu thuật bằng cách là cố định cái mỏ nha lại. Đây là hình ảnh của cái cuộc sống của cái chấn thương mỏ nha ở tip 1, tức là cái đường gãy nó chỉ giới hạn ở vùng đỉnh mỏ nha. Tip 2 đó là cái gãy ở vùng eo của mỏ nha. Tip 3 nó là cái đường gãy nó nằm ở cái vùng nền của mỏ nha. Xác định là cái tổn thương này trên các lớp vi tính đã hơi đơn giản hơn. Cái chấn thương tiếp đó là cái gãy khung sau của C2. Cái gãy khung sau của C2 người ta cũng chia ra làm các cái tip, đó là cái tip 1 đó là cái đường gãy mà nó chỉ di lệch ít, tức là cái khoảng cách mà tản rộng của cái đường gãy nó chỉ dưới 3 mm thôi và không có cái dấu hiệu gồng góc. Thì để xác định các cái biên độ di động ở di lệch của cái khung sau của C2 thì người ta kẻ hai cái đường thẳng được qua hai cái bờ của cái đường gãy và chúng ta đo cái khoảng cách dưới 3 mm thì nó là tip 1, và nó cái xác định của cái gập góc, tức là chúng ta kẻ bờ dưới một cái đường thẳng đi qua bờ dưới của C2 và bờ trên của C3, và cái góc này bình thường nó sẽ góc này như là dưới 15 độ, thấy chưa? Cái góc này là nó bình thường mà nó dưới 15 độ. Nếu trên 15 độ thì cái độ 1 thì là nó không có cái thay đổi về cái góc này thì nó là độ 1. Thì cái tip 2 đó là cái tip mà cái đường gãy này nó giãn rộng và nó trên 3 mm và có cái dấu hiệu của cái thay đổi của cái góc này, tức là nó lớn hơn 15 độ. Và cái tip 3 đó là cái gãy của cái đường gãy của cái khung sau C2 kết hợp với là chật của cái khối khớp bên, có thể một và hai khối khớp bên. Đây là hình ảnh mô phỏng của cái gãy tip 1, đó là cái đường gãy của khung sau C2, nhưng mà cái tản rộng của cái đường gãy này nó dưới 3 mm. Cái tip 2 đó là nó giảm trên 3 mm kết hợp với hoặc là có thay đổi cái góc độ của cái C1 và C2, tức là có gập góc. Cái tip 3 đó là nó gãy khung sau C2 kết hợp với là tổn thương của khối khớp bên, cái trưởng cái đốt sống. Còn cái chấn thương cổ thấp và các cái chấn thương của sống ngực và cột sống thắt lưng thì nó cùng một cái nhóm phân loại, đó là cái phân loại theo cái phân loại của Dennis hay là của Magel hay là của cái phân loại mới nhất hiện nay, đó là cái phân loại Tillis.
Tuy nhiên cái phân loại cái list này trên Discord chúng ta chỉ trên các lớp vi tính không hoặc là trên chuẩn đoán hình ảnh nói chung không, chúng ta chưa đủ điều kiện chúng ta phân loại này, nó phải phối hợp với cả các lớp vi tính cổng từ và lâm sàng thì người ta mới đưa ra được cái bảng phân loại này. Đó, tôi không trình bày cái phân loại này trong cái nội dung cái bài ngày hôm nay, mà tôi chỉ trình bày hai cái phân loại mà chúng ta hay sử dụng trên các lớp vi tính, đó là cái phân loại của Dennis, cái phân loại mà hay dùng nhất, sau đó mới cái phân loại của Mandel. Thì cái phân loại của Dennis thì chúng ta cũng biết rồi, đó là Dennis dùng để kết ba trục, tức là chia cái cuộc sống ra làm ba cái trụ. Cái cột thứ nhất hay gọi là cái cột thứ nhất người ta gọi là cột trước. Cột trước thì nó giới hạn từ bờ trước, tức là từ dây chằng gặp trước cho đến phần hai trước của thân cuộc sống. Cái trụ giữa là nó giới hạn từ 1/2 sau của thân cuộc sống đến hết dây chằng gặp sau, và cái trụ sau đó là cái phần còn lại của cái cuộc sống. Thì nếu Dennis đánh giá mất vững một cuộc sống khi mà có cái tổn thương trên hai trục, tức là từ hai trục trở lên, hoặc là có tổn thương của cái cột giữa nhưng có kết hợp với là có cái mảnh xương lồi, và cái mảnh xương này nó có thể lồi từ sau gây mất cái gọi là mất vững về thần kinh, thì gọi là mất vững. Cái mất vững độ 1 thì nó là mất vững cơ học, còn mất vững độ 2 tức là cái mất vững về thần kinh, tức là có các cái tổn thương thần kinh, ví dụ như là có các tổn thương về tủy sống, tức là có mảnh xương mà nó gây chèn ép gây nên các cái tổn thương của thần kinh, nó gọi là mất vững độ 2. Còn cái mất vững độ 3 là mất vững phối hợp, có cả mất vững về cơ học, có cả kết hợp với cả mất vững về thần kinh, thì người ta chia là mức độ là mức độ 3. Đây là cái ví dụ về một cái tổn thương của phần theo của Dennis. Ví dụ như đây chúng ta thấy có một cái tổn thương trên các lớp vi tính, chúng ta thấy có tổn thương của thân cuộc sống ở phía bờ trước, phía bờ sau, à, trụ trước, trụ giữa và trụ sau thì có, và cái này người ta gọi là tổn thương mất vững. Còn cái phân loại của Mandel thì cái phân loại này người ta dựa vào cái cơ chế chấn thương để người ta phân loại. Ví dụ như là cái tip phân loại cái tip A, tức là cái chấn thương mà nó liên quan đến cái lực ép, tức là cái tất cả các cái tổn thương mà nó gây lên xẹp lún của thân cơ sống mà nó liên quan đến cái lực gọi là cái cơ chế chấn thương và lực ép thì người ta phân mức độ A. Còn cái tổn thương mà liên quan đến các cái cơ chế là quá gập hoặc quá duỗi, tức là nếu như độ A thì nó chỉ thường nó chỉ gây nên các cái tổn thương của các cái thành phần cơ học thôi, thành phần xương thôi, nó không gây nên các cái tổn thương của các cái dây chằng, thì người ta phân loại mức độ A. Còn cái tip B đó là cái tip mà nó liên quan đến cái cơ chế quá gập hoặc quá duỗi. Quá gập hoặc quá duỗi tức là nó có bao gồm một cái tổn thương của xương, tổn thương của dây chằng, với những quá gập thì nó tổn thương của cái dây chằng đằng sau. Quá duỗi thì nó gây nên các cái tổn thương của dây chằng đằng trước phối hợp với cái tổn thương của xương. Thì tip B. Còn cái tip C đó là cái tip mà liên quan đến cái lực xoay. Cái lực xoay chúng ta biết rồi, cái tổn thương mà liên quan đến lực xoay đó là cái tổn thương phối hợp, và nó gây lên rất là nhiều cái tổn thương cho cái cuộc sống. Nó là ngoài cái tổn thương của xương, nó phá vỡ cái đốt sống, nó phá vỡ các cái khối khớp bên, các cái thành phần khung sau và các cái dây chằng, và nó gây di lệch chèn ép các cái thành phần thần kinh. Thì nó cái mà chấn thương mà liên quan đến cơ chế lực xoay thì phân theo tip C. Đây là một cái ví dụ của một cái chấn thương của cái cơ chế chấn thương đấy là cơ chế quá rộng. Thì ngoài cái tổn thương của các cái thân cơ sống ra thì nó có các cái tổn thương của cái thành phần của cái khung sau, như vậy khung sau, và nó có giãn động của cái gai sau. Thì đây là cái vị trí này là cái vị trí mà người ta nghi ngờ có cái tổn thương đứt của cái dây chằng đằng sau, và bên của cái dây chằng bên gai. Thì đây là
là cái tip B. Còn là cái chấn thương mà nó gây nó liên quan đến cơ chế cái lực xoay, đây là tip C. Còn theo và đây là cái bảng phân loại theo clip thì nó phối hợp cả với các cái hình ảnh của CT, của cộng tử và các cái dấu hiệu lâm sàng thì người ta đưa ra cái bảng phân loại của clip. Thì cái này có trong cái bài radiology assistant nó có viết về cái bài này, các chị có thể về tham khảo trên đấy. Và cái này nó không giới hạn ở mình CT không, nên là chúng ta không thể đưa cái bảng này vào trong phân loại của CT được. Phối hợp cũng rất là nhiều thứ, nên là tôi chỉ giới thiệu với anh chị bảng phân loại này thì vẫn sàng họ dùng, vì họ phối hợp được cả các cái hình ảnh và các cái triệu chứng lâm sàng để người phân loại. Còn các cái phần tiếp theo đó là cái chấn thương xương cùng thì về cái mệnh cái hình ảnh để nhận biết cái chấn thương thì nó giống như các cái chấn thương ở phần cuộc sống trên thôi, các đường gãy. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý là đối với những cái chấn thương của xương cùng thì chúng ta cần phải thì ngoài cái chấn thương của các cái thành phần xương của khung chậu và của cái xương cùng ra thì xương cùng ra thì chúng ta có thể đánh giá thêm các tổn thương của phần xương chậu và các tổn thương của cái phần mềm xung quanh, đặc biệt là tổn thương của các thành phần của vùng khung chậu như là bằng quang, cung buồng trứng, nếu là bệnh viện trực tràng vân vân. Có khi là có những cái đường gãy này nó có thể chọc thủng các cái tạng và nó gây nên cái tổn thương phối hợp. Thì ngoài cái đánh giá tổn thương xương cuộc sống ra, chúng ta cần lưu ý đánh giá thêm các tổn thương phần mềm xung quanh, nếu có chấn thương xương cùng như vậy. Chấn thương xương cùng thì rất hay gặp trong những trường hợp đã ngồi, thì các cái đặc điểm hình ảnh của chấn thương xương cùng nó có thể gây vậy rồi, gây trượt của xương cùng thì nó không có gì đặc biệt. Thì cái nội dung của cái bài ngày hôm nay nó là được giới hạn trong cái phần trình bày của anh chị về chấn thương cuộc sống. Thì đến đây là hết.